Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của Xe Điện Motor Điện. Video hôm nay em lại lên cho các bạn một cái bộ chế xe 3 bánh tải trọng 500 đến 700 kg, sử dụng loại bánh gai cao. Cái này phù hợp cho các bạn đi đường lầy, đường ruộng và đồi núi. Gai cao, tải trọng vừa phải. Đấy. Một bộ vẫn combo có số mạnh, số lùi, trục ca đăng, nhíp 5 lá dài 70, phụ kiện đầy đủ. Tí em sẽ đi phân tích từng chi tiết một. Bộ này thì trang bị cho các bạn một đôi đèn hậu sử dụng bóng tóc halogen. Một số khách hàng thì bảo là bóng led thì khi hỏng không sửa thay thế được, thì mình có khắc phục cái khuyết điểm đó bằng cái đèn halogen bóng tóc. Cái này đèn 12V rất là dễ thay thế, nó dạng như bóng xi nhan thôi, nó vẫn đủ 3 bóng bình thường. Đấy, cho các bạn và khách hàng có thể sử dụng. Cây cầu thì hôm trước em có đăng một video rồi, vẫn là dòng hàng tốt, phục vụ cho khách hàng. Đấy, với một cái cây cầu 90cm như thế này thì có trọng lượng là 27kg các bạn nhé. Đấy, đây là loại cầu chất lượng. Các bạn có thể xem qua, nó rất là dày dẫn. Đấy, tăm bua được sơn sáng. Đấy, có gia công cả những cái phần không quan trọng, người ta cũng làm rất là cầu kỳ. Đây, bát tăm bua rất là sáng này. Đấy, cầu này, ốc này, cối này, người ta làm rất là cẩn thận. Đường kính tăm bua lớn các bạn nhé. Đấy, đường kính tăm bua này là 180. Đây, tất cả những cái mặt này người ta đều gia công rất là nhẵn nhụn này. Đấy, ví dụ như những cái mặt này này, một số những cái dòng cầu loại 2 ấy, thì những cái mặt này nó không dùng đến, cho nên người ta không có gia công. Nhưng cái này người ta làm đều gia công lại hết, tiện lại, rất là đẹp, sáng. Mặc dù về kỹ thuật không có sử dụng đến. Thì như các bạn làm cơ khí cũng biết rồi đấy, để mà gia công một cái mặt phẳng này nó sẽ mất thêm một cái công đoạn, và nó mất thêm tiền, đấy, mất nhân công, mà cũng không có dùng gì đến việc này. Nhưng mà những cái hàng nhà máy lớn người ta đều làm, ngoài cái kỹ thuật thì người ta còn quan tâm đến cái chất lượng và cái độ led sắc của sản phẩm nữa. Đây, với cái bề mặt này các bạn lắp ráp thì các bạn biết là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến kỹ thuật, và nó cũng không có liên quan đến lắp ráp. Nhưng mà đối với những cái loại hàng chất lượng, người ta vẫn là gia công rất là đẹp. Đây, dây số phụ thì nó dài khoảng 1m1 các bạn nhé. Tay phanh này, đây là dòng phụ kiện phanh, thì vẫn trang bị cho các bạn 10 cái tay lá như này, một tay phanh này, 3 đua phanh, và dây phanh là dài khoảng 50. Tiếp đến thì cái nhíp là loại nhíp 70, 5 lá, và phụ kiện thì tất cả đều loại chất lượng hết. Phụ kiện thì bao gồm 12 cái cao su, trong đó có 4 cái loại to, 4 cái nhỏ. Và cầu thì bao gồm một gối cố định. Gối cố định này bên mình đặt thép này dày này, cái này dày của nó là khoảng 4 đến 5 ly. Đấy, một cái mõ đu nhíp này, cái này các bạn luồn cái cao su vào đây. Đấy, và sử dụng cái đu nhíp loại lớn này. Đu nhíp này có ốc là ốc 12. Đấy, rất là khỏe, ốc to, khỏe. Quang nhíp này, ốc dài. Đấy, chống bị cháy ren. Đấy, mặt bích thì ngoài là dày, và người ta còn dập cong nữa để tăng độ cứng lên. Đấy, mặt bích dày 6 ly. phần các đăng thì sẽ có các đăng là 2 chiếc các đăng loại tốt và trang bị 2 khớp trượt cho các bạn nhé. Đây là một đôi đèn bao gồm 3 bóng, đấy, xi nhan, đèn lùi, đèn phanh. Và cái điểm nhấn của cái bộ này chính là một đôi lốp gai. Đấy, đôi lốp gai cao, gai này cao khoảng 1,5 cm. Mà mục đích là phục vụ cho các bạn đi những cái đường mà nó trơn không bám thì có thể sử dụng được. Lốp này là lốp 8 bố. Hiện nay thì trên thị trường cái loại lốp này nó có một loại nó rẻ hơn. Lốp này là khoảng 500 một cái. Và một loại lốp là rẻ hơn, nó chỉ có 400 một cái thôi. Đấy, thì cái này mình bán cho các bạn là loại đắt nhất đấy. Đấy, một loại lốp rẻ thì nó rơi khoảng 350 đến 400. Tải trọng mắc loát là 355 kg. Đấy, là một bánh. Cái này là hàng lốp, này là hàng lốp mình nhập khẩu chứ không phải lốp sản xuất trong nước nhé. Đấy, chất lượng của nó rất là tốt. Cái này mình đã bán tương đối nhiều và chất lượng của nó rất là ổn định. Thì đây là một trọn bộ, một cái bộ 3 bánh như vậy. Và mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm thì bên em sẽ có để dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn có thể tham khảo thêm trên Zalo qua các số điện thoại mình có để trên màn hình. Các cái hướng dẫn lắp đặt nhíp, hướng dẫn lắp đặt số phụ, hướng dẫn lắp đặt số lùi, em sẽ để một cái link tổng hợp ở dưới phần video này, bao gồm cả link video làm một cái xe từ đầu đến cuối. Các bạn có thể tham khảo thêm. Đây là trọn bộ của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bật thêm cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi đăng video mới lên. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.